Một dĩa cơm lề đường mà tận hai củ thì liệu có gì đặc biệt? Thật ra thì cái dĩa này không phải là hai củ đâu nha, mà giá của nó sẽ là 70 cành. Mà em gọi là cơm bò hai củ lái là cái tên của anh chủ quán. Cơm được bếp đều ra, nêm nếm gia vị một xíu, sau đó sẽ đem chiên cho mọi người, bỏ thêm một xíu tương cà lên, có cái màu cho nó đẹp. Ở cái xe ngay góc lề đường rồi mọi người ơi, nhưng mà anh đầu bếp ở đây hơi bị đỉnh cao nha mọi người. Hất chảo cái nào là dính phát đó nha mọi người ơi, hơi bị điệu nghệ luôn. Mà mọi người tin không, cái dĩa cơm này tôi nói với mọi người phải gọi là 2-3 người ăn luôn á, chứ một người ăn cái gì? Một dĩa đầy đủ bao gồm bò xào đậu que, lạp xưởng và cả trứng ốp la. Ê, sức ăn của một đứa con gái ăn nhiều như tôi thì cái một dĩa này là quá sức luôn đó nha mọi người. Mà ở đây xào bò đỉnh lắm nha mọi người, cái nước sốt thì sẽ sền sệt nhưng mà thịt bò thì nó mềm. Cái sự mềm tan của miếng bò mà mình bỏ vô miệng là mình cảm nhận được liền. Còn cái trứng ốp la thì ta nói nè mọi người, nhớ dặn ảnh chiên kiểu giống tôi nha, sống sống xíu nha để chan lên nó béo. Ở đây dùng mà lạp xưởng quảng chân nha, hơi bị chất lượng nữa. Trời, cái lạp xưởng này tôi siêu thích luôn đó mọi người. Mà thiệt sự là nhìn cái lượng đồ ăn trong đây á, đảm bảo mọi người là ăn đồ ăn thôi cũng đã no rồi, huống chi là cơm. Cơm ở đây là được bóp bơi ra luôn nên ăn cùng với các đồ ăn trộn ta nói nó đỉnh cao. Mỗi lần mà tôi tới đây ăn là y như rằng là phải nhịn đói nguyên ngày, ăn hết cái dĩa này xong là no cành cái hông luôn. Bóc phốt cơm cháy mắm hành siêu cay của TikToker Mỏ Phú Ích được mệnh danh là cơm cháy ngon nhất TikTok, và theo tôi biết là số lượng bán hàng của cái món cơm cháy này cũng là nhiều nhất TikTok luôn. Tôi mua hai bịch nha mọi người, cơm cháy chà bông với lại cơm cháy mắm hành, hai bịch tôi chọn đều là siêu cay hết nha. Cơm cháy chà bông thì có giá là 140 cành, còn cơm cháy mắm hành thì có giá là 125 cành, trọng lượng là 500g hết nha. Mỗi bịch sẽ có 12 miếng vuông nha mọi người. Do cơm cháy sẽ được hút chân không nên là cái lớp chà bông này nó sẽ được hút với cái bánh tráng luôn nên nó sẽ hơi bị khô á. Phần chà bông thì nhiều nha, cái lớp chà bông sẽ là lớp nước sốt, sau đó là lớp cơm cháy, do cái phần sốt nó nhiều quá mọi người, với lại chà bông nhiều nữa nên là cái phần cơm cháy nó không có quá bị dày. Cắn một cái thôi, chà bông nè, sốt mắm với lại cơm cháy hòa quyện lại với nhau ngon nha. Nhưng cơm cháy chà bông thì không có cay đâu. Cơm cháy mắm hành này nè mới cay nè mọi người. Cái phần sốt trên đây là đậm đặc luôn nha, rồi thêm cả hành khô nữa. Mà cái miếng cơm cháy nữa lại mỏng hơn là miếng cơm cháy chà bông. U là trời, nhưng mà phần sốt nó nhiều và nó cay thiệt mọi người ơi. Tôi là một đứa ăn cay nha, nhưng mà tôi ăn cái cơm cháy này là tôi thấy nó cay thiệt. Với cái một cái đứa mà siêu ăn vặt như tôi, cái món cơm cháy này tôi đã ăn từ nhỏ rồi thì đây là lần đầu tiên mà tôi thấy có một chỗ bán cơm cháy mà có cái mắm hành nó cay vậy á mọi người. Cơm cháy chà bông mà được cả diễn viên Trấn Thành khen nức nở thì liệu có ngon? Chà bông nó ngập tới mặt tôi luôn. Tôi tháo bịch ra mà chà bông nó trào ra. Nó ứa ra như mà cong vậy. Bịch cơm cháy này là của ba chị Đài Ly nha mọi người. Nửa ký giá tôi mua là 179 cả. Ở đây sẽ có hai loại là gạo nếp với gạo lứt. Bịch tôi mua sẽ là gạo nếp nha. Gói cơm cháy này được hút chân không sơ nha mọi người ơi. Và cái thương hiệu Ba Chi Đài Ly này là khá nổi tiếng luôn á. Không những anh Chánh Thần đâu mà rất là nhiều người nghệ sĩ nổi tiếng ăn luôn. Nhưng mà vì cái sự tò mò nên tôi mua thử cái nó ngon cỡ nào nha. Mà công nhận cái phần chả bông trên đây rất là nhiều nha. Dù được hút chân không nó ép lại rồi á, cái phần nước sốt nó rất là nhiều. Tôi bẻ ra một cái thôi nha, nhưng mà cái phần nước sốt nó kéo sợi ra luôn á. Cái hạt cơm cháy nó không phải là bị quá nhiều đâu nha mọi người. Nó tơi tơi và nó rời ra nữa nên ăn vô nó vừa phải. Nó dẻo, không hề bị mặn. Nó dẻo nè. Đó, tôi xé một cái miếng ra thôi nha, cái phần sốt nó kéo ra mà nó dẻo lắm nha mọi người ơi, hòa quyện cùng miếng cơm cháy nha. Giòn rơm rớp ăn nó đỉnh của chớp thiệt sự. Làm cơm cháy bằng bánh tráng phơi xương theo trend trên TikTok thì liệu có ngon? Và với món này thì mình không thể thiếu bánh tráng phơi xương rồi đúng không nè. Tôi sẽ chọn cái miếng bánh tráng bị sượn nha cho dễ chiên lên. Sau đó bỏ cơm nguội trải đều lên cái bề mặt bánh tráng nha mọi người. Mình nhớ lấy một lớp cơm mỏng thôi nha, trải đều lên cái bề mặt miếng bánh tráng nha mọi người. Sau đó mình ập thêm một miếng bánh tráng phơi xương tiếp theo, lấy một cái chai lăn nó. Sau khi cái miếng bánh tráng dính chặt lại với nhau rồi, mình sẽ cắt ra từng miếng nhỏ nha mọi người. Bắt đầu mình sẽ đợi dầu nóng rồi mang chiên lên. Khúc này mà ai dở nấu ăn lắm cũng phải làm được như mấy bà đó. Mình chiên lên xong rồi bắt đầu mình sẽ để cho nó ráo dầu một xíu nha. Trời, tôi nói cái miếng bánh tráng nó óng ánh luôn á. Nhưng mà bây giờ mình thiếu sốt chấm đúng không nè, nên là tôi sẽ đi mua kho quạt nha. Chứ đó với một đứa như tôi làm gì biết làm kho quạt. Tính ra bây giờ hơi bị đỉnh cao mọi người, kho quạt mà cũng có hộp làm sẵn luôn. Kho quạt này có cả thịt ba trọi nè, rồi tôm khô nha mọi người, nó không có bị quá cay. U là trời, cái món này chấm kho quạt đỉnh cao mọi người, nghe cái tiếng giòn rụm môn mọi người. Ai ở nhà rảnh nhớ thử làm món này nha, không ngon không lấy tiền thiệt luôn á. Một hộp cơm chiên cua cà ri 180 cành, và đây là hình trên mạng. Liệu sự thật mua về thì có như hình? Rồi tôi mua luôn là hai hộp giá là 360 cành. Gồm cơm chiên cua cà ri và cơm chiên cua sốt Singapore. Trong cái hộp sẽ là cơm thôi nha, rồi sẽ bỏ thêm một cái phần nước sốt riêng. Trong sốt sẽ có càng cua và thịt cua. Tôi đếm là tầm 12 cái càng, trong đó có thêm một số miếng thịt nữa nha. Còn cái phần này là sốt Singapore nè. Nhìn thì cái sốt Singapore nó sẽ sệt hơn là sốt cà ri. Cơm trong hộp là đầy dung, ở dưới sẽ còn lót thêm một cái lá chuối. Mỗi hộp cơm này có giá là 180 cành lận đó nha. Đếm sương sương thì số lượng cua trong hai hộp nó đều ngang nhau. Sốt Singapore thì có vị cay nha, cái phần cơm chiên nó sẽ nhạt hơn là sốt cà ri. Cái vị sốt Singapore nó béo nhẹ thôi nha, nhưng mà nó cay. Với cái phần này thì bạn nào ăn được cay hẳn đặc nha, nhưng mà đối với tôi là cái Singapore này là ngon. Không hiểu sao ở đây chiên cơm hay lắm nha mọi người. Hạt cơm dẻo nhưng mà rất là tơi. Kiểu nhai mấy cái hộp cơm trong miệng nó dẻo dẻo cuốn cực kỳ. Càng cua trong cái phần cơm này đa phần là càng cua nhỏ nhưng mà được cái chất lượng nha, thịt khá là ngọt. Phần sốt cà ri thì tôi thấy khá là đậm đà nhưng mà vẫn cảm giác là nó nhiều gia vị á. Nếu mà bạn nào không thích ăn quá nhiều gia vị thì gọi sốt Singapore. Mà công nhận là hộp cơm này nó đắt sắc ra miếng thiệt mọi người ơi, 180 cành. Nhưng mà được cái nếu như một người ăn nhiều cũng có thể là hai người một hộp lận nha. Chỗ tôi mua là cơm chiên cua hay đắt nha.
Độc lạ với quán cơm gà được nấu cơm bằng lá dứa và có rất nhiều nước sốt độc quyền, nào là sốt hàng cây, sốt tiêu đen, sốt caramel, rồi tới sốt xả ớt. Và điểm đặc biệt ở đây là cơm gà sẽ được nấu hoàn toàn cùng với nước lá dứa. Đây là quán dứa cơm gà, tao nói nhìn ở ngoài y như cái nhà hàng luôn á mọi người. Cái hôm tôi đi là đầu tuần thôi mà quán đông lắm nha. Nó cái phần gà rán ở đây đặc biệt không chịu khoét rất là nhiều luôn. Cái lớp vỏ ở ngoài nó sẽ là màu vàng nhưng mà cực kỳ giòn. Còn đây là phần gà thái sốt chua cay, giá là 63 cành. Điểm đặc biệt là cái nước sốt ở đây cũng là độc quyền luôn nha. Sốt thì chua chua cay cay đậm đà chen vào với cái cơm dứa. Phần thịt bên trong phải nói là mỏng nước luôn á. Bạn nào ăn mạnh có thể gọi một góc tư cái đùi gà này. Và nếu như mà lạc sức con gái thôi, tôi nghĩ là ăn một cái phần đùi gà là ok la rồi đó. Còn đây mới là món vơ đét trong lòng tôi nè mọi người ơi, gà sóc mắm tỏi. Đùi gà sóc mắm tỏi bên đây sẽ có vị cay nhẹ nha. Đặc biệt là cái lớp da gà được áo với mắm tỏi nhưng cực kỳ giòn. Đặc biệt hơn nước sốt chan cơm sẽ là nước mắm tỏi luôn nha. Tiếp theo là phần gà phi lê nướng. Ôi là trời, tao nói cái miếng phi lê gà nó óng ánh luôn á. Phần nước mắm pha được đi kèm với phần cơm gà phi lê này cũng đỉnh cao lắm nha mọi người. Nhưng vẫn phải khen là dù gà chiên, gà rán hay là gà nướng gì thì cái phần thịt bên trong vẫn ngọt và rất mỏng nước. Phần cơm tươi nhưng cực kỳ dẻo và thơm mùi lá dứa. Ở đây là 53 Phan Văn Chị Gò Vấp. Cơm gà giá chỉ 25 cành, full topping Rama nhất Sài Gòn. Với một cái đứa mà lâu lâu mới qua quận 8 như tôi á, thì tôi sẽ không có biết được cái quán nào là quán mở đầu tiên đâu. Nhưng mà cái cơm gà full topping của cô Tâm với cô Phụng này là gây tranh cãi rùm span luôn. Tôi sẽ ăn hôm nay là của cô Tâm nha, một hộp dày 25 cành. Mà thiệt sự là cô vừa gấp nè, vừa bóc nè, nó qua trời quá đất luôn mà mọi người ơi. Mà đều là có đeo bao tay nên là an toàn nha. Cái này là tôi nhờ cô là chan tương với xịt nước tương vô luôn. Tại vì tôi thấy á, là nó quá là nhiều luôn mọi người, đổ vô mất công nó bị mặn cái topping bên trên. Ta nói nhiều đến độ là mọi người, một miếng ức gà nha, xúc xích các kiểu, thịt xá xíu nè, trời ơi mọi người ơi, nhiều quá tôi đếm không hết rồi. À đặc biệt là da gà giòn nữa nha, món này ngon nhất là mình ăn tại chỗ. Rồi quên nữa nha mọi người, còn có cái trứng nữa, tôi nói mọi người nghe, cái phần topping trong này nó nhiều cực kỳ. Mà một hộp cơm gà như vậy mà giá 25 cành, tôi thề luôn ăn cái hộp này no tới chiều tới tối luôn mấy bà. Đây là 379 Tùng Thiện Vương quận 8 nha. Cơm gà má phụ một hộp như vậy mà 25 cành, gây xôn xao nguyên một khu đường, ai cũng mở ra bán cơm gà. Mọi người tới đây là hết hồn liền, mấy cái xe của mấy cô để y hệt nhau luôn, chỉ khác mở cái tên thôi. Tôi tưởng là mấy cô là chị em ruột không á, nhưng hỏi ra thì má phụng là người bán đầu tiên á mấy bà. Nhìn cái quầy cơm gà thôi nha, là ta nói mọi người nè, nào là lạp xưởng nè, xúc xích nè, thịt xá xíu nè, da gà nè, trứng ấp la các kiểu nó rất là nhiều luôn mọi người ơi. Nè mọi người thấy má phụng lấy không, mọi người nghe mệt trong người luôn á. Mà một hộp như vậy giá hết hồn luôn nè, 25 cành mấy bà ơi. Ở đây thì chỉ có bán mang về thôi nha, không có ăn ở lại đâu. Nếu mà ăn ở lại thì mình mua thêm nước của mấy cô kế bên rồi ngồi đó ăn. Trong đây sẽ gồm có xúc xích, da gà, một cái má đùi gà, xá xíu nè, trứng ấp la nè mọi người ơi, và cơm rất là nhiều nha, nó đầy dung như vậy nè mọi người. Tôi đẩy qua cái hộp bên kia mà quá trời quá đất luôn. Tôi thích hộp cơm nó phải chiên tơi hơn xíu nữa, nhưng mà với một cái hộp 25 ngàn như vậy thì không có cái gì để chê nữa hết trơn hết trọi. Ăn tại chỗ thì da gà rất là giòn nha, nhưng mà sợ mang về nhà nó nhanh bị yểu á. Địa chỉ ở đây là cơm gà má phụng 379 Tùng Thiện Vương quận 8. Dĩa cơm tẩm 145 cành mà vẫn phải gọi cơm thêm thì là mắc hay rẻ. Rồi cái quán này là quá quen thuộc với mọi người rồi đúng không nè. Đây là quán cơm tẩm Ba Ghiền nha mọi người ơi. Và signature ở đây chính là cái lò thịt nướng này. Miếng thịt miếng nào miếng nấy nó to tổ bà nái luôn mọi người ơi. Nó to dữ lắm đó. Cái dĩa tôi kêu là cái dĩa thập cẩm nha mọi người. Dĩa này có giá là 154 cành. Em kể nè mọi người, một cục chả to nha mọi người ơi, một miếng sườn bự bằng cái bàn tay của em, một cục lạp xưởng, một cục xá xíu, rất là nhiều bì, một cái trứng lòng đào nữa nha mấy bà ơi. Rồi xong em phân tích cho mọi người nghe nha, cái dĩa này dành cho ai mà đang thèm thịt heo. Với một con nghiện cơm tấm như em thì em ăn mỗi thứ một miếng xong là em ngán luôn thịt heo của mọi người. Tên nôm tay nó quá nhiều, kể cả bì nó cũng có cả thịt luôn mọi người. Nhưng đỉnh cao của cơm tấm Ba Ghiền là gì mọi người biết không? Dù là một miếng thịt rất là to rất là dày nhưng mà miếng thịt nó vẫn ướp rất là đậm đà và mềm luôn. Phần chả thì phải gọi là đẫm thịt luôn nha. Còn về lạp xưởng thì nó hơi bị dầu xíu, ăn nó hơi bị ngấy. Nhưng mà tôi thích nước mắm kẹo hơn á, nên đối với cơm tấm Ba Ghiền á, nếu như mà được cái nước mắm kẹo cái nữa là chuẩn bài. Và với kinh nghiệm đi ăn cơm tấm Ba Ghiền với tôi á, thì một người dù có ăn nhiều cỡ nào cũng không thể nào ăn được hết cái dĩa thập cẩm này đâu. Cách để trải nghiệm được cơm tấm Ba Ghiền giá rẻ nè, bình dân nè, là các bạn kêu một dĩa thập cẩm này, sau đó kêu thêm một dĩa cơm thêm nữa, rồi chia cái dĩa thập cẩm này ra 2-3 người ăn là ok. Còn ai mà kêu nguyên dĩa như tôi vậy là tôi đảm bảo 100% là phải mua bỏ hộp mang về thôi, chứ làm gì ăn hết nổi cái dĩa này.